Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp Minh Đức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2006 trên diện tích quy hoạch 198 ha thuộc địa bàn 3 xã phường của thị xã Mỹ Hào là Bạch Sam, Minh Đức và Ngọc Lâm. Qua hơn chục năm triển khai thực hiện, đến nay khu công nghiệp này vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng vì còn một số hộ dân ở thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm chưa đồng thuận. Ngọc Lâm là địa phương có diện tích đất quy hoạch phục vụ khu công nghiệp Minh Đức lớn nhất với 108 ha, liên quan đến 503 hộ dân thuộc 3 thôn là Hòe Lâm, Ngọc Lãng và Phúc Bố. Giữa năm 2009, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Hào, nay là thị xã Mỹ Hào, tiến hành chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo Nghị định số 197 NDCP năm 2004 với giá 41 triệu 760 nghìn đồng trên một sào. Thời điểm đó, nhân dân rất phấn khởi đón nhận dự án và hầu hết các hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, ngày 13 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 69 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo Nghị định số 69, thì giá bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất cao hơn Nghị định số 197 khoảng 30 triệu đồng trên một sào. Để giải quyết thiệt thòi cho nhân dân trong bối cảnh tao thời thực hiện nghị định cũ và mới, được sự chấp thuận của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 2545 hỗ trợ thêm 85.000 đồng trên 1 mét vuông đất cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án khu công nghiệp Minh Đức, nâng tổng giá trị bồi thường hỗ trợ cho một sào đất từ 41 triệu 760.000 đồng một sào lên 72 triệu 360.000 đồng trên một sào. Khu dự án Minh Đức này nhà tôi là có liên quan đến 2.800 m2 thì đã nhận tiền lần đầu tiên là 350 và tiền bù giá 85.000 sau và tiền giao thông nữa thì là 350 nữa là tổng số là 700 triệu. Cho đến giờ phút này chính quyền vẫn liên tục vận động mà chính gia đình tôi là khi chính quyền xã nhờ tôi vận động được khoảng gần 40 người lấy tiền ruộng. Đến nay, các hộ dân có đất cần giải phóng mặt bằng ở thôn Hòe Lâm và Ngọc Lãng cơ bản đã nhận đủ số tiền hỗ trợ. Thôn Phúc Bố còn 71 hộ có đất liên quan đến dự án với tổng diện tích khoảng 10 ha nằm rải rác ở các cánh đồng chưa nhận tiền hỗ trợ nên xã chưa thể bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Triển khai dự án đến nay là quá dài thời gian. Do vậy mà cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thứ nhất là nhân dân thì không cấy nữa để bàn giao, thế nhưng mà lại vướng mắc không bàn giao ra được. Thế thì từ cái đó mà nhân dân là rất là khó khăn. Về tất cả các phong trào địa phương là giảm sút. Đấy, từ cái đường xá, từ cái nhà sinh hoạt cộng đồng không có. Đã nghĩa là phát triển mạnh lên, nhưng bây giờ nghèo đi. Trong thời gian tới thì tôi tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân thấy được cái lợi ích cũng như là cái việc mà bàn giao đất cho khu công nghiệp là rất cần thiết. Để tạo điều kiện cho mình phát triển, xây dựng cái vùng phát triển kinh tế, trong đó có hưởng lợi của các hộ nông dân, có địa phương và nhà doanh nghiệp, và phấn đấu hết năm 2021 thì là cơ bản là các hộ nông dân sẽ nhận tiền và bàn giao đất cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự nỗ lực tích cực của cấp ủy, chính quyền và các phòng ban chuyên môn của huyện Yên Mỹ trong công tác giải phóng mặt bằng, nên nhiều công trình vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang được các nhà thầu tích cực triển khai. Đây là công trường thi công cầu treo thuộc dự án nâng cấp đường dọc bờ sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu treo. Chính vì khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên nhà thầu chưa thể triển khai dự án tạo thành nút thắt cổ chai trên đường 376 là nỗi ám ảnh của người dân thị trấn Trang Trang, huyện Yên Mỹ và của người tham gia giao thông qua đây. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nên 6 tháng vừa qua, 6 hộ dân đã bàn giao hơn 500 mét vuông mặt bằng để đơn vị thi công. Đến thời điểm này, cầu treo đã cơ bản thi công xong phần cầu giai đoạn 1. Đơn vị thi công quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 3 năm 2022. Còn đây là công trình đường quy hoạch số 1 kéo dài và đường quy hoạch số 7 trên địa bàn xã Thanh Long, Ngọc Long và thị trấn Yên Mỹ. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mỹ đã phối hợp với các phòng chuyên môn và chính quyền địa phương giải phóng xong gần 41.000 m2 đất sản xuất nông nghiệp của 91 hộ dân bàn giao cho đơn vị thi công.
đơn vị thi công đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ cũng như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mỹ, và đã phối hợp với chúng tôi để thực hiện dự án này rất là đảm bảo yêu cầu tiến độ. Thì hiện tại chúng tôi đã tập trung hết máy móc thiết bị về đây để đẩy nhanh tiến độ và kịp hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra. Thời tiết những ngày sau mùa nắng mưa thất thường đang gây ra những khó khăn không nhỏ cho đơn vị thi công. Song với tinh thần có mặt bằng là xong công trình, nhà thầu đang huy động nhân lực, phương tiện, phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành. Chuyên mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.